Mang thai 41 tuần chưa có dấu hiệu chuyển dạ làm không ít mẹ bầu lo sợ bởi nghi ngờ điều này sẽ ảnh hưởng đến em bé. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 5% phụ nữ mang thai sinh con đúng ngày dự sinh. Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp nên mẹ bầu không cần phải quá lo lắng. 1. Nguyên nhân. Việc thai 41 tuần chưa sinh có thể do nhiều nguyên nhân như mẹ cung cấp sai thông tin ngày bắt đầu chu kỳ kinh cuối khiến bác sĩ tính sai ngày dự sinh. Mẹ đi khám quá muộn khi đã qua 3 tháng đầu khiến việc dự đoán ngày dự sinh không còn chính xác. Do các vấn đề về sức khỏe của mẹ và thai nhi như là dây rốn ngắn, ngôi thai không thuận. 2. Cách giúp kích thích chuyển dạ. Nếu thai 41 tuần chưa có dấu hiệu chuyển dạ tự nhiên và bạn không muốn chờ đợi, muốn sinh bé ra ngay lúc này thì bác sĩ sẽ có một số cách để hỗ trợ. Lóc ối. Phương pháp cảm ứng tự nhiên này phải do bác sĩ thực hiện vì nó có thể gây ra một số rủi ro nhất định. Bác sĩ lóc ối bằng cách dùng ngón tay lách các màng nhằm giải phóng hormone dẫn đến kích thích chuyển dạ. Đặt bóng cổ tử cung. Bác sĩ sẽ đưa vào một ống cao su nhỏ vào cổ tử cung, sau đó bơm nước vào làm căng phồng túi bóng ở đầu ống để nó tác động vào màng ối. Điều này nhằm kích thích tiết ra hormone khởi phát chuyển dạ, đồng thời bong bóng giúp nong giãn cổ tử cung. Sau thủ thuật, bạn vẫn có thể đi lại bình thường. Sau 12 đến 24 giờ, bóng sẽ được lấy ra và bác sĩ sẽ khám độ mở cổ tử cung. Nếu bóng rơi ra trước giờ tháo thì bạn không cần quá lo lắng, có thể cổ tử cung của bạn đã mở và làm bóng rơi. Lưu ý, còn có một số biện pháp kích thích chuyển dạ như phá ối, truyền oxytocin, nhưng biện pháp này chỉ được thực hiện khi cổ tử cung đã mở hoặc kèm theo một vấn đề gì đó như là nghi ối xấu, cơn co tử cung không đủ, ối vỡ lâu. 3. Mẹ bầu nên làm gì? Có chế độ ăn uống khoa học cân bằng đủ chất, ưu tiên bổ sung các loại thực phẩm giàu dưỡng chất có lợi cho sự phát triển của não như là các loại cá, sữa chua Hy Lạp, hàu, rau xanh đậm. Bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, nước lọc, nước canh rau, nước ép trái cây. Giữ cho tinh thần luôn thoải mái bằng cách chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc đón bé yêu chào đời, trò chuyện với bạn bè, các hội nhóm để lấy kinh nghiệm, nấu ăn, đọc sách hoặc xem những bộ phim hài hước, massage để cơ thể thoải mái hơn, tránh những cơn đau nhức do bụng bầu quá khổ đem lại. Tập những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga cho bà bầu cũng là cách dục sinh tự nhiên. Có thể nói, mang thai 41 tuần chưa có dấu hiệu chuyển dạ sẽ khiến nhiều phụ nữ ít nhiều lo lắng. Tuy nhiên, các mẹ hãy luôn ghi nhớ quan tâm đến sức khỏe, tránh bỏ bữa, nhịn ăn hoặc quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến quá trình vật cạn.